Xin chào mọi người Bạn đang có thắc mắc Đang có những câu hỏi Có nên đầu tư vô Bitcoin và tiền điện tử hay không? Thì ở đây mình có lời giải đáp Riêng ở đây Mình có hơn 4 năm ăn học Một ngày mười mấy tiếng Mình đang giúp cho cả trăm 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 anh em Chốt đơn hàng ngày xác suất về tín hiệu của mình hơn 8 tháng vừa rồi lên tới 90 95%. Làm sao xác thực, làm sao xác thực, làm sao xác thực. Coi cái video 16 phút. Riêng ở Việt Nam này rồi bạn đã biết. Ok, nó có câu những cái câu nói giống như bước ra đường. 10 người bạn va chạm thì 9 người muốn lừa bạn. Thì bởi vậy mình làm cái video 16 phút để bạn dùng bộ não của bạn, con mắt của bạn để xác thực thông tin, tín hiệu của mình từ tháng 1 đến giờ. Từ lúc giá Bitcoin 17.300 đến thời điểm ngày bây giờ. Và mình sẽ tiếp tục làm những cái vấn đề này. Tới khi, tới khi, tới khi bạn có tự do tài chính. Thì đây là mình muốn mở rộng hơn. Thì cho những người đang thắc mắc trước đây bạn chỉ đầu tư vào bất động sản, bạn kinh doanh, uh, cổ phiếu cổ phần, vân 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 Thì mình có một cái dịch vụ là tư vấn cho những người gọi là những người giàu ở Việt Nam này thì mình để mình gọi là mở cái cửa nó ra cho bạn có cơ hội nói chuyện với mình thì là 15 phút đầu tiên bạn có thể gọi cho cô nhân viên để đăng ký mình sẽ tư vấn cho bạn về tiền điện tử hoàn toàn miễn phí 15 phút à, cái lịch thì bạn phải đặt trước nha à, lúc nào à, gọi là dựa theo cái lịch của mình bởi vì nó khá là khá là bận rộn thì bạn đặt với cô nhân viên nếu bạn có thắc mắc về tiền điện tử bạn uh, đang uh, muốn phân chia cái tài sản của bạn lên để cho nó nhân lên nhiều hơn ok một trăm triệu lên một ngàn triệu năm ngàn triệu hay là sau đó hay là bạn muốn phân chia cái tài sản của bạn ra nó một cách an toàn nhất có thể và cái nền tảng này mình đã làm cả nghe ngàn 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 nghe cái video hơn 2 năm trời mình đã bỏ tất cả những tài sản thật nhất trong lịch sử loài người mình nói về vàng nè mình nói về bất động sản nè mình nói về đô la nè mình nói về cổ phiếu cổ phần nè vân 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 và so sánh với bitcoin rồi ok mình đã làm những cái công việc khó rồi và bitcoin đánh vỡ tất cả mọi tài sản hết có hôm nay hôm nay có một bạn trẻ bạn nhắn vô bitcoin và tiền điện tử là cái gọi là cái con đường duy nhất dẫn bạn tới tự do tài chính thì bạn nó hỏi là bằng chứng đâu Bằng chứng nó đang, đang nằm ở trên cả ngàn, 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 ngàn cái phát trực tuyến và những cái video mình đã làm ở trên cái nền tảng tiền ở Canami rồi. Bạn lên đó mà tham khảo. Ok. Thì đó là cái bằng chứng. Ở đây rõ ràng à, mỗi ngày có bao nhiêu cái video được đẩy ra về Bitcoin, về tiền điện tử và bao nhiêu cái tín hiệu. Đúng không? Để cho mọi người chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn và coi cái video 16 phút để làm sao xác thực tín hiệu của mình hơn 8 tháng vừa rồi. Thì đó là cái bằng chứng. Uh, và để mình trả lời cái bạn trẻ đó luôn cũng giống như lời ông Satoshi ông cái người mà tạo ra Bitcoin nói Bitcoin sẽ trở thành một cái tài sản gọi là tài sản hay ho nhất ok tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người nó là một tài sản thật nhất trong lịch sử loài người thì có nhờ và sau đó ông nói cái câu này là một cái quan trọng này có tin hay không mình không có thời gian để 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 gọi là giải thích không có thời gian để bàn cãi với bạn có tin hay không tùy tùy bạn thì cái nền tảng này cũng vậy mình đã làm cả ngàn ngàn cái video và những cái người mà gọi là không tin vào bitcoin á, thì thường thường nghe cái 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 này là khẳng định luôn người ta chưa bao giờ bỏ 100 tiếng học về nó và thiệt sự nếu mà đặt ra một cái câu hỏi luôn cái đồng tiền tệ bạn nắm trên tay ngay bây giờ bạn biết nó là gì không thì số người thường thường cái người mà nói không tin về bitcoin á, Người ta cũng không có một chức xám gì về tiền tệ của người ta Về kinh tế Vân vân và vân vân Bảo vệ tài sản của mình Đầu tư Những cái gọi là chủ đề như vậy người ta cũng không hiểu Thì bởi vì vậy Bởi vì vậy Mình khuyên bạn khoan đánh giá một cái một cái tài sản Thật nhất trong lịch sử loài người Đừng đánh giá nó Nếu bạn không có một chức xám gì về nó Lúc mà bạn chưa bỏ 100 tiếng học về nó Thì mình khuyên bạn có thể bắt đầu từ cái nền tảng này Hay là bất cứ một cái nền tảng nào à, một, một cái người nào mà nó có chức xám về Bitcoin Bạn nên theo dõi họ Hay là bạn có thể bắt đầu từ cái nền tảng này Và coi những cái phát trực tuyến Ở trên Tiền Academy Vậy thôi 15 phút đầu tiên cho những người nào cần tư vấn Những người nào đã bị bị lừa Bao nhiêu tỷ 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 Cũng giống như những người vừa rồi, những cái người vừa rồi gọi mình Làm sao để lấy lại, lại được đồng tiền Làm sao để uh, nhưng cái tài khoản của mình lên ok cho những người mà đã mất của cuộc đúng đã bị lừa vân 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 làm sao rót vô đồng nào ngay bây giờ để chuẩn bị tới đây những cái tháng những năm tới đây mình có thể lấy lại những gì bạn đã mất hay là cho những người nào mà chưa bao giờ đầu tư vượt thì điện tử làm sao nhưng cái tài khoản của bạn lên ba chục s bốn chục s hoặc hơn một cách an toàn nhất có thể thì đó ở đây là mình lúc mình chia sẻ cho bạn một cái đồng nào đầu tư dài hạn thì mình đi kèm với nó là dữ liệu data bằng chứng ok tại sao mình vẽ lên một bức tranh tại sao nó có nó sẽ có nó sẽ nhân lên như vậy làm sao để đầu tư một cách an toàn nhất cái vùng giá nào là cái vùng giá nên mua vùng giá nào là cái vùng rẻ nên bán và không chỉ vậy mình còn làm video update bạn ok những chuyện gì mới mẻ nhất đang xảy ra ngay bây giờ thì nếu mà nó liên quan với cái giá đúng không với cái vấn đề đầu tư của bạn thì mình vẫn làm video và cập nhật cho bạn đến chị để bạn chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn 15 phút đầu tiên hoàn toàn miễn phí cho những người đã bị lừa làm sao để lấy lại tài sản của mình hay là cho những người muốn nhân cái tài sản của mình lên à, làm sao để đầu tư một cách an toàn nhất OK và ở đây mình cũng không có một cái quỹ này quỹ nọ mà bạn gửi tiền cho mình để mình đầu tư giúp mình à, giúp bạn vớ vẩn nghe đầu tư là vấn đề của bạn mình chỉ chia sẻ tín hiệu Ok, những gì mình làm với bản thân của bạn Để giúp bạn Ok, cầm tay bạn Dẫn dắt bạn Để bạn chốt đơn Để bạn có được tự do tài chính Ở đây mình không uh, gọi vốn mình uh, Bạn không gửi tiền vô cho mình Vân 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 Những cái thứ vớ vẩn như vậy mình không làm Và mình cũng đã làm cho bạn rồi Vài cái video về sự lừa đảo lớn nhất châu Á Nếu bạn chưa coi Bạn nên coi nó Ở trong cái phát trực tuyến Ở trên Tiên Academy Ở trên Youtube Vậy thôi mình là đen tới từ ở Academy. Kinh về đầu tư Bitcoin, tiền điện tử hay nhất tại Việt Nam, trong nước, trong nước và ngoài nước. Và mình sẽ tiếp tục làm video đầy 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 giá trị cho bạn. Tới khi cái sự thật nó là vậy. Trong nước và ngoài nước, cái nền tảng này sẽ dẫn đầu về mặt tiền điện tử và Bitcoin. Xin chào mọi người.